Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký và xác minh KYC cái sàn Bybit, một cái sàn giao dịch rất là uy tín, và ở trên cái sàn này đặc biệt là có rất nhiều cái event kiếm tiền rất là ngon để anh em có thể tham gia. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể đăng ký, xác minh và tạo một cái tài khoản Bybit. Sau đó thì sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một số cái sự kiện mà hiện nay đang có trên Bybit. Đó thì toàn là những cái sự kiện ngon nên là các bạn nhớ xem đến cuối video nhé. Ok, thì đầu tiên để đăng ký thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì các bạn sẽ nó sẽ chuyển cho chúng ta đến cái giao diện như thế này, thì chúng ta có thể thao tác ở trên điện thoại hoặc là máy tính thì đều được nhé. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn cho mình vào ở cái phần đăng ký. Ở phần đăng ký thì chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản bằng email. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta nhập email, sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu. Và sau đó chúng ta sẽ nhập lại mật khẩu một lần nữa. Mã giới thiệu thì các bạn nhấn vào cái đường link của mình thì nó sẽ mặc định là cái mã giới thiệu của mình. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là tôi đồng ý với điều khoản điều kiện, và các bạn sẽ nhấn vào phần tiếp tục để qua bước tiếp theo. Tiếp theo thì nó sẽ hỏi các bạn là bạn có phải là cư dân mang các cái quốc tịch bị giới hạn đây sau hay không. Thì đây thì chúng ta không nằm ở trong các nước này nên là các bạn sẽ nhấn vào phần không nhé. Còn đối với hiện tại những cái nước này thì nó đang áp đặt các cái chính sách rất là hạn chế cho tiền điện tử, nên là hiện tại cái sàn này thì nó bị hạn chế ở các quốc gia ở đây. Ok, thì đây các bạn sẽ nhấn vào phần không cho mình, sau đó chúng ta sẽ nhấn phần tiếp tục và qua bước tiếp theo. Bây giờ thì các bạn sẽ mở email ra và sẽ có một cái mã xác minh được gửi về email. Đây, một cái mã xác minh được gửi về từ sàn Bybit, và các bạn sẽ tiến hành nhập cho mình cái mã này vào nhé. Nếu bạn nào mà chúng ta kiểm tra cái phần email mà các bạn không thấy thì các bạn có thể kiểm tra ở trong cái hộp thư rác. Ở đây có cái phần thư rác này thì chúng ta kiểm tra xem thử nó có vào đây hay không. Còn nếu mà nó vẫn không gửi về thì các bạn có thể là chúng ta quay lại và các bạn nhấn vào phần không gửi được email thì nó sẽ gửi lại cho chúng ta. Ok, sau khi các bạn nhập xong cái địa chỉ, nhập xong cái mã thì nó sẽ chuyển cho chúng ta đến cái giao diện chính của cái sàn Bybit. Bây giờ thì các bạn sẽ nhấn vào tiếp này. Tiếp này. Ok. Đấy thì đây giao dịch thì nó cũng cái đồ họa, cái giao diện của cái sàn Bybit này thì nó cũng giống như tất cả các cái sàn giao dịch khác, cũng có các cái chế độ đặt lệnh, rồi là future, tỷ lệ phát sinh, spot này, lệnh thị trường, rồi là mua crypto. Đấy. Thì nếu các bạn mà sử dụng điện thoại ấy, thì chúng ta sẽ lên CH Play, các bạn tải cho mình luôn cái sàn giao dịch có tên là Bybit. Sau khi chúng ta đăng ký xong thì các bạn tải về, sau đó chúng ta đăng nhập vào cho dễ, chúng ta thuận tiện để chúng ta đăng nhập nhé. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào để các bạn xác minh thêm một số cái thông tin và KYC. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái biểu tượng, các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng hình người phía trên đấy, thì các bạn sẽ click vào. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần đó là tài khoản và bảo mật, thì các bạn sẽ click vào cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có phần thông tin tài khoản này, rồi tiếp theo ở phía dưới đó là xác thực hai bước. Thì với xác thực hai bước này thì chúng ta nên cài đặt để tăng cái mức độ bảo mật cho chúng ta. Thì có một cái phần xác thực đó là cài đặt xác thực bằng điện thoại, thì các bạn nhấn vào phần cài đặt này. Thì đây các bạn sẽ sử dụng cái số điện thoại của chúng ta, chọn khu vực là Việt Nam, số điện thoại thì các bạn nhập vào. Sau đó thì các bạn sẽ có một cái mã email, chúng ta bây giờ mình sẽ thực hiện luôn cho các bạn nhé. Đấy, chúng ta nhập số điện thoại vào, sau đó có nhấn vào cái phần gửi qua email thì nó sẽ tiếp tục có một cái email gửi về cái email của chúng ta. Đây thì các bạn sẽ mở ra thì có một cái mã code tiếp thì chúng ta nhập vào nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút xác nhận. Tiếp theo thì sẽ có một cái, các bạn nhấn tiếp vào cái phần gửi mã thì sẽ có một cái mã được gửi về số điện thoại của chúng ta. Thì có thể là nó sẽ gửi cho các bạn tin nhắn hoặc là nó sẽ gọi điện cho các bạn. Ok, như vậy là chúng ta đã liên kết xác thực điện thoại thành công. Tiếp theo là xác thực Google Authentic, thì các bạn sẽ lên CH Play, các bạn gõ cho mình cái ứng dụng có tên là Authent. Ở đây chúng ta sẽ lên tải cho mình cái ứng dụng có tên là Google Authentic nhé. Sau đó chúng ta sẽ cài đặt cái bảo mật thông qua cái app của chúng ta. Rồi, và một cái phần cuối mình muốn giới thiệu ở đây đó là chúng ta sẽ tiến hành xác minh danh tính. Ok, thì đây các bạn sẽ nhấn vào phần xác minh ngay. Thì đối với cái phần xác minh danh tính này thì chúng ta sẽ có lợi ích gì? Lợi ích đầu tiên đó là các bạn sẽ tăng được cái hạn mức rút tiền của chúng ta. Đấy, thì khi mà các bạn sử dụng cái sàn giao dịch này thì chúng ta sẽ tăng được các cái hạn mức để chúng ta có thể là rút tiền cũng như là nạp tiền. Và tăng cái mức độ bảo mật
của tài khoản chúng ta. Và một cái điều thứ ba là chúng ta có thể kiếm tiền free ở trên cái sàn này, tức là chúng ta có thể tham gia giới thiệu, mời bạn bè, rồi là tham gia các cái sự kiện. Ở trong cái sàn Bybit này thì mình thấy có rất là nhiều cái sự kiện để anh em có thể tham gia, và đa số là những cái sự kiện đều rất là ngon. Đó, sự kiện là chúng ta kiếm tiền free rất là ngon ở trên cái app Bybit này. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào cái phần đó là xác minh ngay. Thì xác minh thì mình nghĩ là chúng ta chỉ cần xác minh level 1 cơ bản là xong, chúng ta xác minh chứng minh nhân dân là xong. Còn ở cái phần xác minh nơi cư trú thì cái phần này thì các bạn không cần làm. Đó, phần này thì hạn mức thì nó cao hơn, nhưng mà phần này thì mình nghĩ là chúng ta, đối với chúng ta thì các bạn chưa cần làm nhé. Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình đầu tiên là quốc gia thì bạn sẽ chọn là Việt Nam. Tiếp theo các bạn sẽ chọn ID, thì chúng ta có thể sử dụng một trong ba cái loại giấy tờ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép cư trú. Thì thường thường chúng ta sẽ sử dụng đó là chứng minh nhân dân nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là chụp mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ tải tệp lên ở đây. Và các bạn lưu ý là chúng ta phải chụp ở trong một cái khuôn vuông vẹn, và các bạn không bị mất góc này, hoặc là không chụp quá xa, không chụp quá mờ. Tiếp theo là bạn sẽ tiến hành chụp cái ảnh khuôn mặt của chúng ta. Thì với xác minh khuôn mặt này thì chúng ta làm trên app thì nó sẽ có một cái khuôn. Thì bây giờ nó sẽ bắt các bạn là quay trái, quay phải, rồi là nháy mắt các kiểu. Thì chúng ta sẽ làm theo nó nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào nút bắt đầu. Ok, và như vậy nó sẽ hiện lên cái phần đó là đã xác minh thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Ok, thì sau chúng ta sẽ cần đợi tầm khoảng 3 phút. Và nếu cái giấy tờ của bạn ok, rõ ràng, sạch đẹp và đang có cái thời hạn sử dụng thì nó sẽ hiện lên cái phần là hoàn tất xác minh. Như vậy là chúng ta đã KYC thành công nhé. Thì con này KYC tự động nên là KYC rất là nhanh. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần xác minh danh tính. Thì ở phần biểu tượng này thì nó đã hoàn tất xác minh lấy level 1. Ok, và có một sự kiện nữa cũng rất là nổi bật, mà khi chúng ta đăng ký, các bạn chỉ cần giao dịch spot đạt đủ khối lượng thì chúng ta sẽ nhận được là 40 USDT. Và cái sự kiện này thì khi các bạn đăng ký qua cái đường link của mình ấy thì các bạn mới được nhé. Còn đối với một số người mà chưa kích hoạt tham gia cái sự kiện này thì các bạn đăng ký qua thì chúng ta sẽ không được tham gia cái sự kiện trade và nhận 40 đô này. Thì để tham gia đăng ký sự kiện thì các bạn phải tham gia, nếu mà các bạn muốn chúng ta giới thiệu bạn bè thì bạn bè của chúng ta trade đủ cái volume giao dịch sẽ nhận được 40 đô. Và chúng ta cũng sẽ nhận được 40 đô. Thì các bạn sẽ cần phải đăng ký cái chương trình sự kiện có tên là nhân đôi bonus giới thiệu. Đấy, thì các bạn vào sự kiện sẽ có cái phần đó là đăng ký ngay. Thì chúng ta sẽ click vào cái phần đăng ký. Sau đó thì khi mà bạn bè chúng ta đăng ký qua cái đường link của các bạn và KYC xác minh thành công, ví dụ như các bạn KYC xác minh thành công và các bạn thực hiện một cái giao dịch phái sinh tối thiểu là 1.000 đô, hoặc là giao ngay, tức là giao dịch spot với 200 đô, thì chúng ta sẽ nhận được một cái phần thưởng bonus lên tới là 40 đô. Ok. Đấy, và giao dịch phái sinh tức là chúng ta sẽ sử dụng các cái giao dịch đòn bẩy ở đây. Các bạn có thể thấy giao dịch đòn bẩy, giao dịch tương lai, future, nói chung là đánh mấy cái này thì những cái bạn nào mà chúng ta đã thường xuyên trade nhiều ở trên Binance thì các bạn cũng biết rồi. Còn đối với những cái bạn mà chúng ta chưa bao giờ trade phái sinh thì các bạn là hạn chế được cái rủi ro hơn, thì chúng ta nên trade spot. Trade spot thì các bạn chỉ cần thực hiện một cái lệnh mua khoảng 200 đô, hoặc là chúng ta thực hiện 4 cái lệnh mua vào bán ra 50 đô thì các bạn sẽ được tham gia cái chương trình này, tức là chúng ta sẽ nhận được thêm cái phần thưởng bonus là 40 đô. Ok. Và ngoài ra nếu các bạn giới thiệu thành công tối thiểu 3 người thì người giới thiệu sẽ tức là các bạn sẽ chúng ta giới thiệu được trên 3 người thì chúng ta sẽ nhận được thêm bonus là 30 đô. Đó, và giới thiệu trên 10 người sẽ nhận được bonus đó là 100 đô. Đấy, thì để thực hiện một cái giao dịch ấy thì các bạn sẽ lên sàn, chúng ta tiến hành nạp tiền vào. Chúng ta có thể nạp từ sàn Binance hay là các cái sàn khác qua. Chúng ta nạp USDT vào cái sàn này nữa, chúng ta chuyển qua. Thì thông tin chi tiết hơn về cách nạp cũng như là sẽ có một sự kiện nữa rất là ngon mà các bạn có thể nhận thêm được 40 đô và 10 cái đồng token đã được list lên ở trên sàn nữa thì mình xin chia sẻ ở video sau. Còn video này thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Nội dung chính của video này sẽ là hướng dẫn cho các bạn KYC và xác minh. Ok, và video hướng dẫn của mình kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.